bao nhiêu tiếng tụi mình đã tới rồi. Quảng Ngãi giờ nhìn tụi mình tả thật sự. Chuyện gì đang xảy ra với cái cục đi chơi này? Uống thuốc không? Uống gì vậy? Panadol. Tao thèm bánh tráng trộn từ hồi ở trạm dừng chân rồi. Rồi bây giờ tao no quá, tao chưa có ăn được. Lát nữa là tao quay, tao review cho bay coi. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi ra biển. Ăn bánh tráng trộn. Bây giờ xin lỗi nha. Chỗ khác nữa nè mẹ. Rồi. Dạ xin lỗi nghe. Không phải. Nhưng mà nghe chó này. Tôi biết là mọi người không nhìn thấy được gì hết, nhưng mà hãy nghe âm thanh đó đi. Gào 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 luôn đó. Không thấy gì mà cái tai nó. Rồi. Cũng không thấy hấp dẫn lắm thôi, nên là quay cảnh biển cho mọi người. Rất là cố gắng đánh đèn nhưng vẫn không thể nhìn thấy được kinh biển. Ăn vì tình đau trong đôi mắt em. Dù phải chứ mày. Can you see it? Cô mày nợ hát chị cái điều đó không? Trời ơi, đẹp quá nè, đứng ở đây thôi là đã thấy đẹp rồi. Ôi má ơi, đẹp vãi. Ôi, trời ơi, đây là reaction chân thực nhất năm 2023 luôn đó. Khi đó Bình Minh thì bây giờ tụi tôi sẽ đi ăn sáng ở chợ Bờ Đất An Sương. Ok. Ở An Sương lại ở Let's go. Em rồi. Này không có nhiều đất ba rồi. Mình đã đến chợ rồi nha các bạn.
Đây là cái khu chợ, nó rất là tấp nập. Và mình đi chợ sớm, lúc 7 giờ thì cái chợ vẫn còn rất là nhiều đồ hàng. Và mình đang đi tiến tới một cái chỗ mà có một cái chỗ mà nó đang ăn. Mình không biết ăn cái gì nữa. Minh Hương ơi, mình ăn gì thế? Bố ơi, mình đi đâu thế? Thì các bạn, hồi nãy mình mới vừa ăn bánh xèo mình chung xong, thì bây giờ mình chuyển sang cái món là sâm, sâm nước cốt dừa. Còn cái này á là rau má nè, mình uống, mình chỉ cho các bạn uống nha. Ghê quá, quá. Còn cái này là sâm. Mát mấy bạn ơi, biểu mình chỉ cho các bạn ăn sâm. Còn sâm này hả? Bất cỡ quá. Ủa, review có được giảm giá. Cái này cũng mau lắm, từ từ cho tao hút với. Ủa, hút gì vậy? Trời ơi, mấy bạn nhìn kìa tao, mấy bạn. Cái mình này mình không kìa vậy đó. Anh mò. Dạ, con một ly nữa. Mình cảm ơn Cường, ngon quá. Đây, mình ăn nè, mình ăn cái gì vậy? Đó bạn, đây là món gì? Món cà gì? Cà nhím. Thôi bạn. Bây giờ tụi tôi sẽ ra biển vào buổi chiều để tắm biển. Thì chúng tôi lựa những cái giờ rất không có nắng tụi tôi đi. Thì là sau 5 giờ chiều rồi nha mọi người. Đây là cà mèo trước mà. Đây. Đây là phần quán. Rất là xinh luôn. Còn đây là mì nướng cùng với cháo mì nướng. Cảm giác xinh quẩy. Hai má thì tắm biển đi mất kiến. Một má thì bận đập. Ê, nhưng mà tụi nó ra rất xa rồi nha. Chỗ nó vẫn còn rất nông, chưa tới đầu gối cũng con bé con viên nữa. Nhưng mà biển xanh lắm đó. Hồi nãy là con đĩa hữu nhân nó bắt một đống ốc luôn. Ý là mấy con nghêu á, xong rồi nó đào lên cái nó bắt. Thì giờ cái nó bắt đầu con nghêu nó bắt để y một hồi cái nó bò xuống. Thấy con đĩa này là lần đầu tiên thấy con nghêu bò xuống. Rồi mấy con đĩa này. Con má nhiều chuyện, chị tới bu theo nguyên đám vậy chứ. Con má đứng dòm để xong bỏ chị kia. Ui. Cuối cùng đéo có con mẹ gì xảy ra. Mấy con ốc bò xuống rồi. Mấy con đĩ này. Trời ơi. Mấy bả lại, mấy bả nói thôi trời, có con ốc mà ở gì có không sợ. Chui xuống thôi mà láo hết trời. Ôi em mắc cỡ hai ơi. Nhưng mà sao đó chui xuống rồi thì đó là ác độc. Nó móc con nhiều lắm. Móc con nhiều lắm. Lại cho chui xuống rồi đi. Giờ mắc cỏ quá. Mắc cỏ quá hai ơi. Ghê chưa? Rồi móc con lại đi. Mình đang ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Vô quán nhậu giờ vừa thấy một cái menu. Cái gì không? Tòa hấp 12.000. Lần đầu tiên trong một cái menu có cái giá 12.000 mà không phải là một lon nước. Ốc chưa? Này. Người ta biết người Sài Gòn liền quá. Bộ đây. Ốc. 2, 3, 5 tao tưởng nên nó chạy tên lửa đi.
mình đang ăn bún riêu. Mày nếm chưa? Hả? Mày nếm chưa? Bún riêu ở đây rất là đậm vị luôn. Nhưng mà mình chưa ăn nên mình chưa biết cái vị nó có đậm không. Chị miếng giấy. Đậm, đậm ra thứ về Việt Nam. Là mày đang quay ai vậy? Quay chúng mình đi. Camera tới ai người đó, nói đi, nói đi. Mày quay lại camera trước đi, mày chụp hình đi. Mình cho bận nhìn như nút dây quá trời. Hay chẳng các bạn, hôm nay sáng mình đem bún riêu. Mình ra là bún cũng riêu nó ra rồi, mình chưa ăn được. Là tại vì mình chưa ra tô của mình. Nên mình sẽ nói chuyện các bạn. Tại mình chưa được ăn nên mình chưa biết review sao nữa. Để mình đóng lại ngon. Rồi review đi. Rồi đậm vị lắm luôn mấy bạn. Mình rất là khen những cái món ăn của Quảng Ngãi, bởi vì nó rất là rẻ, giá cả phải chăng, và ly nước này nó rất là full và nó nhiều, ngon, ngọt, nhưng mà nó chỉ có 10.000 thôi, rất là khen luôn. Thử có ai nghe hàng này review nha. Lát đất này vô quần. Mình sẽ đi lên tới chùa. Chùa này là chùa Minh Đức nha. Và cảnh quan ở đây rất là nên thơ và đẹp. Đây là tượng Phật. Vô đây là mình phải giữ ý tứ. Cười gì nó cô. Ôi, cảnh quan hùng vĩ quá mọi người ơi. Con này là thịt nướng, chứ lại là cuốn ram bắp bà nội ơi, ram bắp nướng. Rồi chào mọi người nha, thì bây giờ mình sẽ ăn con giòn. À, cái này ăn muỗng hả? Vậy thì kiến thức này đã được tiếp thu. Kiến thức này đã được tiếp thu nha. Cái này là làm bằng gì vậy Minh? Bánh tráng. À, cái này bánh tráng, bánh tráng nhúng nước nha. Bây giờ mình cái giòn. Con này là con giòn thì nó cũng giống như con ốc. Ốc nhỏ nhỏ. Ủa? Nhưng mà để mình ăn thử coi nó cái vị nó ra sao rồi mình tìm vị trước mình. Cô ăn ốc cay không? Nó giống hến nó ở trong mình á. Cái nước thì nó vừa không đậm cũng không lạnh nhưng mà khá là bắt miệng. Là review chưa? Thôi đợi quay cho người ta review này. Còn con rồi mày đây. Có biết. Không có biết review đâu, chỉ có biết giọng. Thôi kêu luôn. Cái này là có local gai với lại local gai với lại local brand. Local gai cũng có local gai với lại local brand. Local gai cũng biết nó dễ tên. Thôi local brand không có thì mình local brand. Cái nước tắm màu gọi là cái mùi hương của biển Quảng Ngãi. Bỏ xíu tương ớt vào này cho nó nói. Ê, nhưng mà cái con nó lạ hơn là nó sẽ có hai cái vòi. Đúng rồi, nhưng mà ăn cái vị nó khá là giống con hến ở trong. Chỉ là hến hai vòi. Nó đặt tên mới là con dòng. Rồi, chuyển cảnh cho Hữu Nhân. Rồi, chuyển đi. Để mình ăn thử. Chào, tôi vô 3 giây. Cái bánh tráng này khi bỏ vô cái tô này thì nó có vị như là bánh tráng vậy á. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, hay quá. Xịt keo luôn á. Rồi, được rồi đó. Nhầm cái canh cho mình. Không, chắc được rồi đó. Vui rồi. Canh không? Bây giờ là mình sẽ đi sô cua. Sáng quá vậy. Mình sẽ đi ra biển. Đây, mọi người thấy cái gì không? Mọi người không thấy gì hết rồi, đó là toàn là bao ni lông thôi. Đây là lớp waterproof của mình. Mình sẽ đi ra biển.
sẽ quay cặp trước để mọi người dễ thấy, tại vì cặp trước là không có dính vào đi làm. Khả năng sinh tồn của nó ít khi nào nó im lặng được như vậy đó. Thôi để nó góc đi.